Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ Ngài Phật Dược Sư. Đầu tiên là mình hay vẽ vào trong vở, nên là cần phải có một cái bìa cứng để lót vào bên dưới cái trang này để cho nó không bị hằn vào các trang khác. Sau đó là mình dùng thước kẻ kẻ một cái trục ở chính giữa để mình có thể cân các hình không bị lệch. Từ trục đó sẽ lấy dấu sang hai bên, khoảng cách bằng nhau để vẽ mặt được cân đối. Bắt đầu mình vẽ gương mặt của Ngài. Vẽ chibi thì thường gương mặt rất là tròn, bầu bĩnh, đáng yêu, nên là mình sẽ vẽ phần mặt thật là bầu bĩnh, tròn trịa. Tiếp theo mình vẽ phần chân tóc, lấy giữa làm điểm tâm để mình vẽ phần trán và phần tóc thì mình sẽ vẽ thật là đơn giản. Sau đó là vẽ tai rồi mới đến vẽ phần đầu ở bên trên. Và phần tai này thì về sau nó sẽ thẳng với cả lông mày. Tóc mình cứ vẽ là phẳng thôi nhá, để cho nó đơn giản. Về sau mình sẽ vẽ phần tóc xoăn sau. Tiếp theo đến phần gương mặt thì mình sẽ kẻ một cái đường ngang nối từ tai này sang tai kia. Đó chính là phần lông mày. Và ở dưới sẽ là mắt. Tiếp đó sẽ là phần mũi. Thì khi mà vẽ chibi thì cái phần mũi nó sẽ sát mắt, thì nó sẽ tạo nên cái độ đáng yêu. Mũi thì mình chỉ cần vẽ một cái tròn tròn thôi. Và phần miệng mình chỉ cần vẽ một cái vầng trăng nhỏ xíu. Và về sau khi mà tô màu thì mình sẽ hướng dẫn cách tô sau. Tiếp theo vẽ phần thân Phật thì mình sẽ vẽ phác thôi, đừng có vẽ chi tiết luôn. Mình sẽ tỉa chi tiết sau. Vậy là một tay cầm lá thuốc và một tay cầm tháp của Ngài. Mình sẽ vẽ hình khối. Từ phần tay đó mình sẽ vẽ luôn được thành cái ống tay áo này. Và vẽ từ cổ xuống vai. Và cái dáng ngồi kiết già trước đã. Mình vẽ một cách cơ bản nhất có thể. Còn tất cả các đường nét về quần áo thì mình chưa vẽ vội. Mình chỉ vẽ các đường thẳng, đường cong thôi. Thì như vậy nó sẽ đơn giản hơn cho các bạn rất là nhiều. Về sau mình sẽ tỉa phần chi tiết sau. Bây giờ là vẽ phần chi tiết y áo của Ngài. Mình sẽ vẽ từ cổ xuống các đường lượn sóng, nó chính là các đường lượn sóng của áo. Và đường lượn sóng nó sẽ đi theo các cái nếp gấp của tay. Và kể cả cái phần chân ở dưới cũng vậy. Mình sẽ bổ sung các đường lượn sóng vào. Sau khi vẽ phác xong rồi thì mình sẽ tẩy hết tất cả các phần mà mình kẻ đi để cho cái tranh của mình nó sạch, để phục vụ cho việc tô màu nó được đẹp hơn. Hào quang thì mình hay sưu tập các cái nắp tròn tròn đủ các kích cỡ để mình làm vẽ hào quang, để mình không bị méo á, thì mình sẽ dùng một cái nắp để mình vẽ hào quang cho Ngài. Tiếp đến vẽ cái tháp thì các bạn vẽ cho mình một cái hình tam giác cân, và sau đó thì vẽ một cái chóp và có một cái đường kẻ ở giữa để làm cái phần cạnh của cái tháp. Rồi mình vẽ các đường gạch nối hình chữ V cứ song song với nhau như vậy, giống như hình giống như mình đang vẽ mẫu á. Và vẽ những cái tròn tròn giống như là cái cửa của cái ô tháp. Vậy là xong một cái hình tháp rất là đơn giản. Cuối cùng mình sẽ hoàn thiện phần đá, lá và mây ở dưới, là hoàn thành xong phần phác thảo của bức tranh. Tiếp đến phần tô màu, mình sẽ dùng màu da để mình tô da của Ngài. Và mình sẽ tô theo cái cách là bên ngoài thì đậm và vào bên trong dần thì nó sẽ nhạt dần. Đặc biệt là những cái vùng mà phồng da như ở vùng giữa má này hoặc là ở giữa trán sẽ là nhạt nhất. Nó giống như kiểu là cái nơi bắt sáng ấy, nên là những chỗ đấy mình sẽ tô nhạt nhất. Mắt của Phật có đặc điểm là có phần hốc mắt rất sâu, nên mình sẽ dùng luôn màu da để mình nhấn về phần hốc mắt. Và phần bầu mắt thì mình có thể tô một cái màu vàng đồng và nhấn đuôi mắt bằng màu nâu để tạo cái độ sâu, giống như là một cách trang điểm phần nhũ vàng cho mắt của Ngài á. Cái phần này thì thực sự là không bắt buộc. Nếu như ai vẽ được thì mình vẽ, còn nếu cảm thấy là nó bị phức tạp thì mình cứ vẽ theo bình thường, hoặc có thể cũng không cần thiết phải tô màu ở phần này. Nhưng mà đây là mình cứ hướng dẫn những cái cách mà hàng ngày mình hay vẽ để cho mọi người có thể tùy ý tự sáng tạo để làm thế nào, miễn là sao Ngài đẹp nhất là được. Phần môi thì mình chấm 3 chấm, một cái ở giữa và hai cái hai bên ở phần khóe môi. Và sau đó thì mình bắt đầu mình tô tỉa ra thành hình cái môi ở môi trên và môi dưới, nhỏ xinh xinh. Thường thì hình chibi để cho trông xinh xắn đáng yêu thì sẽ có là đôi mắt to và phần mũi và phần miệng sẽ nhỏ. Như vậy thì nhìn sẽ rất là dễ thương. Sau khi xong gương mặt của Ngài thì mình sẽ dùng một cái màu xám hoặc màu ghi để mình viền lại cái khuôn mặt để nhìn cho rõ. Mình phần tai mình sẽ vẽ hình số 6 ngược để vẽ thành cái vành tai. Và tiếp theo đó thì bắt đầu là mình tô phần tóc. Phần tóc mình sẽ vẽ phần nhục kế phát sáng bằng cái màu xanh ngọc. Và các bạn hãy hình dung xem, mình sẽ vẽ một cái hình oval. Sau đó thì mình sẽ tô xung quanh cái màu xanh ngọc. Và bắt đầu mình dùng một cái màu xanh navy, màu xanh rất là đậm để tô viền bên tóc ở bên ngoài. Và mình tô nhạt dần vào bên trong để làm sao cho cái màu xanh ngọc và màu xanh navy nó hòa vào với nhau, để giống như là hình ánh sáng nó phát ra ấy. Và đó chính là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng là cái nhục kế đang phát sáng. Các bạn hãy nhìn cái thao tác của mình đang làm nhé.
Các bạn có thấy nó phát sáng không ạ? Đây là một cái thao tác rất là đơn giản mà lại mang đến hiệu ứng tốt. Và sau đây thì mình sẽ vẽ thêm cái phần nhô ra giống như những con ốc ấy ạ, ở cái phần viền tóc để tạo thành một cái hiệu ứng là tóc xoăn. Rất là đơn giản ạ. Tiếp theo đó chính là phần y áo, thì mình sẽ thống nhất là phần viền màu vàng và phần thân áo là màu xanh. Thì tất cả các cái đường viền mình sẽ viền bằng cái màu đậm hơn, và đặc biệt phải gọn nhọn bút thì mình viền nó mới nét được. Và đầu tiên thì mình cứ tô nền màu đã, còn tất cả các hiệu ứng sáng tối thì mình sẽ chi tiết tỉa về sau. Tô trước tất cả các cái màu nền, sau đó thì mình sẽ dùng cái màu đậm hơn để mình viền. Và sau khi viền xong thì mình sẽ bắt đầu mình dùng những cái màu tông cùng màu tông nhưng mà đậm hơn. Ví dụ như màu xanh thì mình sẽ dùng màu xanh thật là đậm để mình tô ở những cái phần mà góc khuất, những cái phần khuất của áo, đó là những cái nơi mà nó sẽ đậm. Và những cái phần nó lồi ra như phần đầu gối này hoặc là phần khuỷu tay này, nó sẽ là phần nhạt hơn, thì mình sẽ có thể là để nhạt hơn hoặc là thậm chí để trắng để tạo cái hiệu ứng bóng bẩy cho cái áo nó đẹp hơn. Cuối cùng là chúng ta sẽ cùng hoàn thiện phần đá, lá và mây, hào quang, là chúng ta đã hoàn thành xong một tác phẩm chibi Phật Ngài Dược Sư rất là đẹp và đơn giản. Chúng ta cùng nhìn lại kết quả nhé. Các bạn thấy có đơn giản không? Xin kính chúc tất cả các bạn sẽ vẽ được những bức tranh Phật thật là đẹp, thật là ý nghĩa nhé. Sammo di soha.